Xin chào tất cả các bác nhá. Rất là vui và cũng rất là nhiều người mong chờ cái lô hàng này của em, thì cuối cùng là hôm nay cũng đã cập bến về cửa hàng em. Mic Vina. Như hôm trước thì cái lô hôm trước thì bán thì là rất nhiều các bác là không có hàng, thì các bác phải chờ đến đợt này, thì bên em cũng đã thông báo là hàng đang về và chờ rất là lâu, thì ngày hôm nay cuối cùng là cái lô hàng này cũng về tới cửa hàng em và chính thức là lên sóng cho tất cả các bác. Một lô mic đến từ thương hiệu Vina, rất là hay, rất là xịn và rất là cao cấp. Thì cái lô mic này thì nó cũng giống như lô mic trước thôi, cũng là một chiếc đầu thu mang thương hiệu Vina và tay mic là Titan, rất là đẹp và giá thì vẫn không đổi là 3 triệu đồng một cặp. Mic dòng vĩ tím và có chế độ tự ngắt. Vina thì có lẽ là không còn xa lạ đối với những bác đã từng chơi đúng không? Nói chung là đó, về cái thương hiệu Vina này là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và hàng của đó thì không cần phải suy nghĩ, một trong những cái dòng cao cấp hiện nay ở trên thị trường. Hay nổi tiếng nhất của cái thương hiệu Vina này chúng ta phải nói đến đó là vàng X5, X3, X6, X7, X8 của thương hiệu Vina, là Vina. Thì các bác biết là những con vàng, nhất là vàng X5 hiện nay nó đã ra mắt ở trên thị trường tầm hơn 10 năm rồi, 12, 13 năm nay rồi. Tuy nhiên là vẫn là một trong những cái dòng vàng hay số 1 hiện nay trên thị trường và cũng không bao giờ mất giá. Thì đối với những cái dòng vàng Vina X5 hiện nay, đối với vàng bảy thì bên em đang bán là 2,7 triệu một cái. Nhưng đối với những con vàng mới mà hàng chính hãng của Vina thì hiện nay các bác để sở hữu được con vàng nữa, các bác vẫn phải trả cho nó tới là bao nhiêu các bác biết không? 14 triệu đồng một cặp. 14 triệu đồng một cái vàng Vina X5 là hàng chính hãng. Đấy, các bạn biết rằng mặc dù con vàng này đã ra cách đây là 15 năm rồi nhưng mà giá của nó kinh khủng không? Quá là kinh khủng luôn, một con vàng phải nói là, cho nên mà hàng của Vina thì đó là hàng cao cấp, nói đùa như thế. Và tất cả những cái gì của Vina sản xuất thì đều là đắt tiền, thậm chí là những con vàng X3 của Vina cũng rất là đắt. Cho nên các bác lý giải tại sao mà mic Vina nó cũng sẽ có giá cao hơn một chút so với lại phần còn lại của thị trường. Và mic Vina thì chắc chắn là sẽ là dòng mic hay. Thì đó là giới thiệu về cái thương hiệu Vina này thôi nhé. Và trở lại thì em cũng giới thiệu luôn. Thì nó sẽ có đây, loại đầu thu màu đen, một thư màu trắng, mấy loại này. Nó sẽ có mấy model này, 780 này, MG350 này, rồi là U1800H này. Đấy, nó sẽ có 3 model chính nhá. 780 này, rồi là G350, G350 ngày xưa là G330. Đây là G350 và U1800H. Thì thực ra thì về đánh giá của em thì là nó giống nhau. Nó chỉ là đời trước đời sau thôi, hoặc là lô khác lô thôi, nói chung là khác model một tí, nhưng mà về côn, về bo mạch và tất cả mọi thứ thì nó giống nhau. Thì em qua tháo ra đây. Qua tháo một cái ra đây để cho các bác xem này. Đấy, tháo ra lùi cho các bác xem nhé. Thì nó sẽ có cái tem rốt này. Tem rốt ở đây và đều là mạch vị tím trên đây là trên đầu thu nhé. Đấy, thì trên hàng xịn của nó thì là nó sẽ có những cái con tụ gốm này, có thấy không? Có tụ gốm này, rất là nhiều tụ gốm, hai hộp sóng lớn đây, có thấy đấy. Đấy, và có chip xử lý riêng của nó ở đây. Đây là em tháo một cái và tất cả những con này thì nó đều giống nhau thôi các nhé. Đây là G350, G330 thì cũng thế thôi, giá nó cũng như thế. Cho nên mà em chỉ tháo một loại thôi. Và không tháo nhiều để cho chúng ta gọi là nó giống nhau, đa số là giống nhau hết, cả về cách tay là dùng chung luôn nhé. Đấy, phía sau cái mic này đây thì đây chúng ta sẽ thấy là nó sử dụng là chúng ta là có nguồn 12V. Đấy, lỗ ra là Canon hoặc có 6 ly cũng có luôn, anten dạng gài, hai nút chỉnh sóng. Đây là hàng bãi, em chưa vệ sinh nên là hơi bụi như thế này, một tí các bác thông cảm nhé, em quay nguyên bản luôn. Và sẽ có một cái tem Vina ở phía sau như thế này. Này, cái tem bạc của Vina. Đây là tem của Vina. Đây là dòng chính hãng của Vina, nó sẽ có một cái tem này. Tất cả các model này thì giống nhau cả thôi. Và đến tay mic thì tay đây. Tay là Titan, rất là đẹp. Đấy. Hàng Vina thì các bác nói dùng là nó sẽ hay hơn tất cả những cái dòng mic còn lại và nó đáng giá. Thực sự là như thế. Cho nên mà có những bác là phải chờ một tháng này rồi thì hôm nay mới có hàng về. Đó là nói thật luôn. Một tháng này hôm nay mới có hàng về, cho nên mà các bác chịu khó, rất nhiều các bác chờ thì ngay ngày mai thì bắt đầu em sẽ gửi hàng cho các bác nhé. Đấy, này, số lượng cũng không có nhiều đâu các bác. Tay thì đẹp tầm hơn 90%, đẹp xuất sắc luôn. Này, tay đẹp, rõ đẹp. Đấy, rõ đẹp, tay đẹp, từ những cái kính nút là đẹp hết. Đấy, rất là đẹp các bác nhé, yên tâm.
Đây là một trong những lô mix đẹp xuất sắc. Côn thì nó sẽ có mấy loại như thế này các bác nhé. Đây, một loại như thế này là một loại này. Thì nó sẽ có màu đen này, màu tím này, màu xanh này. Đấy, và nó sẽ có một loại này nữa. Đấy, côn loại này nữa. Tức là nó sẽ có tổng cộng là chung quy là chúng ta sẽ để ý là nó sẽ có hai loại côn thôi. Một loại này và một loại loại cũ như thế này. Còn cái lại các cái màu này thì nó là giống nhau thôi. Đấy, thì khi mà gửi cho các bác thì em sẽ chọn giống nhau. Tức là ví dụ như hai cái màu xanh, hai cái màu xanh, hai cái màu tím nó giống màu tím cả. Đấy. Giống nhau luôn, không gợn lệch. Và loại côn này. Này. Đấy, nó sẽ nó chủ yếu là nó sẽ có hai loại thôi. Loại côn này và loại côn này. Đấy, bác lưu ý nhé. Và tay thì là giống nhau, tay giống nhau, đầu thu là dùng chung. Đấy. Cái này thì cứ đảm bảo cho các bác là mua hàng tại cửa hàng em thì là cam kết là cửa hàng đẹp, được kiểm tra hàng, không phải cọc nhá. Thì chính sách bán hàng này xin nhắc lại chính sách mua bán này như sau. Hàng này thì bên em sẽ bảo hành cho bác trong vòng 3 tháng. Lỗi thì sẽ đổi. Đó là cam kết hàng là cứ bao chuyển bao zin. Nếu như gọi là đảm bảo các bác là bảo hành 3 tháng cho các bác, cho nên các bác yên tâm là hàng bao zin cho các bác 100%, không có sửa chữa một cái gì cả. Đấy. Không có sửa chữa nhá, không có thay thế, không có câu dây câu giếc gì trong này hết, là zin hết. Hàng thì bao zin là ok, bao hay. Cái vấn đề bao hay ở đây thì nói luôn như thế này, các bác được nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng và được test hàng. Nếu như mà trong quá trình mà test hàng các bác không hài lòng thì các bác không nhận hàng và các bác trả hàng lại cho bên em và các bác sẽ không mất chi phí, không mất chi phí gửi đi gửi về, toàn bộ em sẽ chịu hết cho các bác. Còn nếu như các bác ví dụ như là nhận hàng thanh toán rồi mà test trong vòng 1-2 ngày mà các bác không ưng, các bác muốn trả hàng thì các bác phải chịu cước, đó là phải nói trước như thế. Còn hàng bên em bán thì không có yêu cầu cọc. Đấy, các bác cứ được đến đặt hàng, được đến kiểm tra hàng, kiểm tra về ngoại hình có đẹp không, như quảng cáo không, đúng hàng xịn không, hàng hay không, ok thì là mới nhận hàng. Nhận hàng thì sau khi mà ok test tiếp ok xong thì các bác thanh toán ok nhá, hài lòng. Và sau khi mà thanh toán xong thì bên em sẽ tính cho các bác bảo hành trong vòng 3 tháng. Còn về cái côn nhắc lại một tí cho nó ngoài rìa một tí, nhưng mà đây cái dòng này thì nó sẽ có côn như thế này, có côn rời và côn liệt. Đây, côn ở đây em sẽ ngoài cho nó xem một loại, nó sẽ có loại côn. Đây, cái côn của nó thì là bình thường nó sẽ như thế này, nó sẽ có một cái mâm như thế này nhá. Đây, nó một cái mâm đồng như thế này và nó sẽ tiếp xúc. Nó tiếp xúc vào hai cái chân này. Đấy, tiếp xúc vào hai cái chân này. Cái chân này là nó có cái lò xo bên trong, nó chạy lại vào đây. Thì khi mà các bác nhận hàng ấy, sẽ gặp một cái số trường hợp như thế này. Hỏi cho cái sử dụng thì là nó sẽ bị lỏng. Lỏng là do cái chân này nó không tiếp xúc được cái này. Thì là bằng cách là chúng ta vặn cái này ra, chúng ta vặn lại. Đấy, chúng ta vặn lại thì là nó sẽ ok. Đấy. Vặn đi vặn lại. Chúng ta sẽ vặn lại cái là nó sẽ tiếp xúc được là ok. Này thì là rất là bình thường đúng không? Mic nào cũng thế thôi chứ không phải là loại mic biểu nhái gì cả nhá. Nói đôi mic mới cũng thế thôi. Này, dùng một thời gian thì cái là do cái này là có thể là lắc ra lắc vào nó bị lỏng, nó không tiếp xúc được đây. Về trong này nó có hai cái lò xo. Đây nó sẽ nhấn nhấn đây này. Đây có cái lò xo. Thì nó sẽ nhấn vào đây. Còn nữa là nếu mà chúng ta để thế này. Còn cách xử lý như bọn em hay xử lý đối với những các bác là đến nhà hoặc là những bác không có kỹ là bọn em sẽ hàn. Hàn thì trong đây sẽ có một bộ số bộ là bạn sẽ hàn lại tùy thôi, nên chỗ này em sẽ tháo. Hàn thì chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta tháo cái mâm đồng ra thôi, thì chúng ta hàn lại cái dây đây nhá. Như là bình thường nó sẽ có cái mâm đồng như thế này, chúng ta cạy cái mâm này ra đây, cái mâm đồng đấy cạy ra thì ở trong này nó sẽ có cái dây điện là chúng ta sẽ hàn vào hai cái chân này. Đây, cái này là bên em đang chưa hàn này. Đây sẽ hàn thẳng vào đây, chúng ta sẽ tháo là sẽ có cái dây điện. Thì cái này thì hàn lại thì nó không bao giờ nó bị chập tròn nữa. Đó là nối luôn. Chúng ta chỉ hàn vào hai cái chân này. Tức là cái này là chúng ta hàn là thôi, không phải câu dây gì cả. Vì là khi chúng ta mở ra thì nó sẽ có dây điện sẵn ở bên trong rồi. Trong cái mâm đồng nó sẽ có cái dây điện ở bên trong. Đây là chúng ta hàn. Đây. Tháo ra này rất là dễ thôi nhé. Vặn ra này. Đây sẽ vặn ra xem. Đây, chúng ta sẽ... Đây. Lấy cái bút điện, cái gì chúng ta cạy cái này ra. Đây này. Cạy nhỏ góc này. Đây, nâng ra thì đằng trong nó sẽ cái dây, sẽ có cái dây điện nằm sẵn ở trong này rồi, và chúng ta hàn thẳng vào đây. Này, móng tay hơi khó cậy thôi nhá, cậy cái này ra. Đây, cậy đây ra là ra này. Đấy, các bác nhá, có thế thôi nhá. Cảm ơn tất cả các bác.